Thưa quý vị và các bạn, Như Lê còn nhớ cái cảm xúc mà cái ngày đầu tiên mà chúng ta đưa tin về cái việc mà cây đổ đè lên một cô gái khiến cho cô này bị thương rất là nặng. Lúc đó thì cả Buôn Ma Thuột rất là hoang mang và cầu mong có một cái phép màu nào đó đến với cô gái, mong cho tai qua nạn khỏi. Vâng, và đúng là phép màu đã xảy ra đúng không anh Xuân Cảnh? Vâng. Phép màu ấy đến từ tình người, từ thái độ làm việc hết lòng hết sức cứu chữa người bệnh của các y bác sĩ, từ niềm tin sức sống mãnh liệt của chính người bệnh. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng chứng kiến những tâm sự và hành trình kỳ diệu của cô gái ấy sau 2 tuần trở về từ cửa tử. Chị biết nói lời cảm ơn thôi. Trước tiên là cảm ơn mình những người mà cô dì chú bác ở gần đó, là khi em gặp nạn là đã chung tay vô nhấc cái cây lên. Em cũng có lại đoạn video đó, em cũng thực sự là không có nghĩ là nó nhìn cái cây nó to như vậy luôn á. Sau thì lúc đó em cũng nghe nói là có hai chị đó là đưa em vào cấp cứu. Hai chị cũng chỉ nói là lúc đó thấy còn ngoi ngót, còn thở là còn đưa thôi. Đó là cũng phải nhờ, đầu tiên là nhờ những tấm lòng đó. Đưa em vô thì mới giữ lại 10%. Sau đó thì cũng may mắn, thực sự là quá may mắn đi. Đó là gặp Bệnh viện Thiện Hạnh và gặp hai bác sĩ ở Bệnh viện Đại học Y Dược Hồ Chí Minh chung tay vô cứu em. Kết quả hồi phục cũng khá là nhanh. Cũng nhờ những người dân giống như là cầu nguyện cho em từng ngày luôn á. Em đọc những cái bình luận thì em cảm thấy rất là xúc động, cảm thấy tình người nó kiểu nó ấm áp cực kỳ luôn. Chị Trần Thị Kim Nga chính là nạn nhân bị cây đổ đè trúng người trong cơn gió lốc xảy ra chiều ngày 22 tháng 4 tại đường Y Dút, thành phố Buôn Ma Thuột. Nhiều người chứng kiến nạn nhân lúc đó có lẽ sẽ đồng tình rằng đây là một phép màu. Chị Nga chẳng những vượt qua được cửa tử mà sức khỏe còn hồi phục ngoạn mục sau hơn 2 tuần điều trị. Nhưng mà thật tình là nói là mừng lắm luôn á. Gia đình rất là xúc động mà cảm ơn. Nói là nghẹn lắm luôn á. Cái này là giống như cho bé thêm một sự sống á. Gia đình rất là biết ơn, rất là nhiều luôn. Tất cả những tấm lòng vàng đã kêu bé. Thời điểm cây sao đen trên đường Y Dút đổ, trời đang gió rất to. Nhưng khi phát hiện cô gái đi xe máy bị cây ngã đổ đè ngang người, hàng chục người dân tại ngay khu vực ấy đã nhanh chóng đến hợp lực hỗ trợ nâng cây ra khỏi người để cứu cô gái. Sự đồng lòng ấy đã nhanh chóng giúp cô gái thoát được thân cây lớn và được hai phụ nữ đi ô tô đưa đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Bất cứ ai khi xem những hình ảnh ấy đều không khỏi xúc động bởi sự đoàn kết đồng lòng của những người không hề quen biết cùng giúp đỡ người gặp nạn giữa đường. Tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, lệnh báo động đỏ đã được bật ngay lập tức khi vừa tiếp nhận bệnh nhân. Một khi người bệnh nặng được phát hiện và đưa vào bệnh viện thì ngay lập tức kíp tiếp nhận sẽ bấm nút báo động đỏ. Khi báo động đỏ tự động báo về tất cả các khoa phòng và báo cái địa điểm mà đang có người bệnh nặng thì tất cả các bác sĩ giỏi, bác sĩ trưởng tu trực phải tập trung hết tại cái vị trí đó để cùng nhau cứu sống người bệnh, mỗi người một việc cùng nhau cứu sống người bệnh. Sau khi thực hiện chụp CT scan toàn thân, chị Trần Thị Kim Nga, 26 tuổi, được chẩn đoán đa chấn thương gồm tràn khí và tràn máu màng phổi, tràn dịch màng ngoài tim, dập phổi, gãy xương sườn, chấn thương phần mềm đầu cổ, thành ngực sau tai nạn cây ngã đè. Ekip y bác sĩ của Bệnh viện Thiện Hạnh cùng đoàn bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh lúc đó đang công tác tại bệnh viện đã vào cuộc tích cực. Do mức độ tổn thương của bệnh nhân là rất nặng và phức tạp, để tăng cơ hội sống cho người bệnh, tập thể y bác sĩ của hai bệnh viện cùng sự đồng thuận của người nhà đã quyết định chuyển người bệnh xuống Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Sau hơn 2 tuần điều trị, hiện chị Nga đã được xuất viện về nhà với tình trạng sức khỏe ổn định, phục hồi tốt. Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã miễn phí toàn bộ chi phí điều trị cho chị Nga.